là bơ mình là bơ tơ á, thì cầm tay đồ mình cũng không cần nhiều. Lại thứ nhất là mình làm cho nó thông thoáng cái tay của mình, sau này nó đỡ bị bệnh và một chút rồi nó không có thoáng, nên đỡ chút thẳng rồi đó. Sau này mình xử lý chút men rồi nó rất là đơn giản. Thì giờ ví dụ như mình cái cành này thấp quá rồi, sau này có trái nó cũng sẽ đụng đất, nó sẽ ảnh hưởng. Mình nhận cái cành như này em thấy anh trên kia anh dớt hết là em thấy cũng ok rồi. Còn năm nay là bắt đầu thời kỳ này là giờ vô bông mình sẽ làm sơ một cái giai đoạn để các lần trước ra là nói với anh xong. Thì giờ những cành này ít bữa nữa nó ra nó cũng sẽ đụng nữa nên mình bỏ luôn, không cần thiết. Cái này có quả nhiều chị, cũng gần được 10 quả. Sắp mất quả. Chắc có quả rồi hả? Sao rồi vậy? Cái đó, cái đi. Còn hiện tại anh biết sao không? Cây mình để nó không có độ thông thoáng, thường thường là những cành tây trong này nó sẽ chết hết. Và thường thường là những cành tây như thế này là những cành đậu trái nhiều nhất. Đó. Thì cơ bản như những cành mà nó lên kiếm ánh sáng này, nó kia khúc ánh sáng thì mình bỏ, những cái cành này nó yếu ớt quá mình cũng bỏ này. Còn hai cành này nó đã đi song song với nhau thì mình lựa cành mặt hơn mình lắm. Hai cành này trồng như thế này rất là rọt, bỏ bớt cành đi. Có cành đây giờ mà... Nếu mà hồi trước mình cắt cái xử lý cái đọt kia ra luôn á thì nó sẽ thông thoáng nên nó cũng đỡ. À này, cơ bản tiếp tục mình xử lý. Ồ, xử lý nó song song với nhau, mình xử lý bỏ này. Cái này yếu quá rồi cũng bỏ này. À, ví dụ như bây giờ cơ bản của mình nó còn tơ không? Thì đọt mình cứ canh chừng. Hai bên vừa đủ khoảng cách mình đi cho đỡ vướng là được. Bên này với bên này này. Cái này còn nhỏ quá nên chưa xử lý được. Nên để thời gian nữa. Đọt cơ bản thì tất cả cái đọt này nó đều vươn ra, nó sẽ vượt lên giống như những cái cành kia hết, nó cũng y như cành này, nó ra sau này nó cũng sẽ như vậy hết, nên mình sẽ xử lý chủ yếu là mình chọn những cái cành tây như thế này, chừa lại những cành tây như thế này nó mới đậu trái. Anh thường thường anh để ý trái mình nó đậu trên toàn cái này là không được vạch nữa. Giờ mấy cái này không có vạch, sau này những cái cành này nó đậu trái chắc hơn, còn những cái đọt này sau này tỷ lệ đậu trái nó không bằng những cái cành tây như thế này. Thì cơ bản thì mình xử lý giai đoạn đầu nó còn tơ nên mình có thể loại bỏ bớt, không phải tại vì nó còn tơ mình có thể loại bỏ bớt. Bây giờ anh cắt cành cái giai đoạn này rất là hợp lý, từ giờ cho tới lúc mà làm hoa nó sẽ còn 2 cơ đến 3 cơ nếu mà cây của mình sung và chăm sóc tốt, 2 đến 3 cơ đọt nữa sẽ ra tới cho anh đứng á đó. Đó thì anh nghĩ cây mình sẽ như thế nào. Còn đọt như thế này thì mình không cần thiết phải để này, cây này bấm bỏ này. Đó, nó tất cả nó sẽ tự vươn lên, nhưng cái đọt này cũng được, cũng bỏ luôn, không cần thiết. Nó bỏ hết. Rồi bỏ. Đó, nó sẽ tự vươn lên, còn những cành tây như thế này là mình vẫn chưa nha. Sau khi 2-3 cơ đọt là những cành đó nó sẽ già đi và làm thông thoáng một hoa trên những cành đó. Mấy cành vươn lên như thế này mình bỏ để tạo cái độ thông thoáng cho ánh sáng nó vô. Rồi mình vô mình kiểm tra những cái cành trong đài, chẳng hạn như là yếu quá rồi, suy nhược quá rồi thì mình cũng sẽ bỏ đi nha. Mình sẽ để những cái cành mà chủ lực, chẳng hạn như cành này mình có thể để được. Những cành chủ lực như thế này mình có thể để được, nhưng mà nếu mà đã yếu quá thì mình có thể bỏ. Đó, chẳng hạn giờ mình bỏ, tại vì giờ là anh biết sao em bỏ không? Bỏ để tại vì nó ra cái cơ ngoài kia, cành tây nó toàn bộ sẽ nằm ngoài đó nhiều hơn, nên mình sẽ nuôi những cành ngoài đó để cho nó đủ dinh dưỡng và đủ sức để nó làm hoa ngoài đó. Cơ bản anh thấy anh làm đây là ok rồi đó. Phần nào là thấy ok rồi. Nó nghiên cứu mất ngày đấy. Ngồi nghiên cứu một ngày hả? Đó, giờ những cái đọt như thế này mình cũng bỏ ra anh thấy không? Nó chiếm diện tích ánh sáng của mình quá là nhiều. Nhưng mà đây là cái giai đoạn này là anh làm rất là hợp lý và vừa đúng thời điểm luôn nè. Vừa đẹp. Cái này sát quá mình cũng bỏ luôn. Đọt thì tương tự, tất cả các cành đều như nhau. Cành nào đi vào thân cắt hết. Dạ. Cành nó mọc ngược vào thân nhỉ? Mọc ngược, ví dụ như nó có nhiều cái trường hợp xảy ra để mình mọc ngược. Ví dụ như mọc ngược khi mình không để cái đọt này á, thì tất cả những cành mọc ngược mình vẫn để được, tại vì trái nó sẽ đậu và nó sổ xuống. Tại vì cái này nó trống đi là ánh sáng nó tròn cái thân cây, là tất cả nó đều đậu được hết. Nên tùy theo cái phương án mình xử lý, chứ không phải là tất cả các cành mọc ngược vô là mình phải cắt bỏ. Cái nó chặt hơn quá. Thì chọc lóc cái này. Chủ yếu là em nói anh cơ bản là những cái đọt vươn lên bỏ, cứ vươn lên là mình bỏ, để gì ánh sáng vô đa chiều, chiều nào nó chiếu cũng vô trong thân được hết. Chứ đoạn đây anh che hết là bảo đảm ánh sáng nó chỉ được lớp ngoài thôi, trong thân nó không có thể chiếu vô, thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh sâu mọt đục cành đồ rất là nhiều.
đó thấy cành mà mình không xử lý thì nó cứ trồng cành nên nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Mà số lượng cây bơ này á, chỉ cần mỗi cành nó đậu cho mình một cái là đủ rồi, chứ không cần phải quá nhiều cành như thế này là này. Chém mắt đã chăm nhiều quá, năm nay chăm từng phân. Đúng rồi, cây này nó phải vừa đủ thôi, chứ không cần thiết phải quá ư là nhiều. Cây này cơ bản nó rất là mạnh. Anh chỉ thả ra một hai cơi là nó đi, nó anh nếu mà nó vô phân vô thuốc đầy đủ nữa thì một cơi nó đi tầm độ từ 40 đến 60 phân. Như cây này có thể bỏ này, tại vì lúc cái này là mình cắt hơi muộn nên những cái cành trên này nó hơi yếu, nhưng bây giờ mình cắt cũng được, không sao, cái này nó tự ra lại, nó bù lại cho anh. Rồi bây giờ là trước mắt là mình cứ xử lý như thế này, sau này thì cái nó mà vươn ra là nó giáp bàn với nhau á, anh tự không chế, chẳng hạn như nó rộng ra như thế này rồi á, mình có thể cắt thục lại, cắt thâu lại để chừa những cái cành tây này, nó sẽ nứt ra những cái tây khác, tây nhỏ hơn. Và những cái cành ở chỗ này nữa. Mà mùa này là để cái cành tây nhỏ đây có tá là mùa này là để mùa này bắt đầu đến thời điểm bây giờ là bắt đầu trở đi là chừa lại. Là chừa lại. Bắt đầu trở đi là mình chừa lại hết. Tại vì bây giờ cho tới tháng 10 là bắt đầu nó sẽ đi 1 đến 2 cơ đọt nữa. Rồi. 2 đến 3 cơ nó sẽ phân hóa ở những cành tây đó, những cành này như thế này. Toàn bộ nó sẽ phân hóa trên đó hết. Nên mình sẽ chừa lại, chứ mình không có cắt nữa nha. Bây giờ cắt nữa là sẽ chủ yếu là mình sẽ xử lý những cái đoạn cành khác nữa. Nó nên tập trung để nuôi dinh dưỡng những cành kia. Thì cơ bản á là tất cả những cái đoạn như cái anh làm là anh thấy cơ bản là ok rồi á. Cành trồi anh tỉa tót anh thấy hợp lý rồi. Giờ giai đoạn này thì mình có thể tỉa bỏ những cành yếu ớt này này. Đó, từ giờ trở đi bỏ xong một lớp này nữa là từ đó trở sau mình không bấm nữa. Mình chỉ sau này khi mở cây mình phát triển rộng quá rồi á thì mình xử lý những cái đầu đọt này thôi. Xử lý những đầu lọc này thôi, còn những cành tây để nguyên nha, những cành tây không xử lý nữa. Từ giờ có năm mà không cắt nữa. Dạ không cắt nữa, xử lý những cái đầu lọc như thế này thôi. Đó, như cành chẳng hạn như cành tây đây anh kêu mọc ngược vô vẫn chưa được, không nhất thiết phải bấm thì nó đậu ho nó trên này, tại khoảng cách này nó vẫn thông thoáng nên vẫn ok hết, không sao hết. Nhưng mà thời điểm giờ là nếu mà cành ít quá cắt cũng này, được. Giờ em chỉ ra này, cành tây này, những tây rất là nhỏ bé, toàn bộ là đậu trái, anh thấy chưa? Anh nhìn kỹ cái thân cây của mình, không đậu đọt thì ít. Trái này mình phun thuốc như kiếm hay cho... Không, cái này không phun. Nếu mà anh phun thuốc, cái trái này không phải màu da này. Anh phun thuốc là cái trái nó màu da màu này, màu lá. Xanh luôn. Đi phun thuốc là nó màu này, chứ không phải màu này đâu. Cây được quả mình nghĩ sao đi phun thuốc cho nó. Chết rồi. Mình cái cành đây, một trái như vậy, mấy cành yếu là mình cái nên tỉa hơn là để nó hấp thụ bên sau. Giờ em giải thích thêm cho anh sau này nha. Khi nó đậu trái ổn định như thế này, rồi bắt đầu mình sẽ làm thêm một cái giai đoạn tỉa cành. Tỉa cành cho nó, thứ nhất là cái cây mình nó thông thoáng, dễ thư lý thuốc men, thứ hai là đỡ tốn thuốc men cho mình. Thứ ba để nó tập trung nó mình tỉa bớt đi để tập trung nó nuôi những cái trái của mình cho nó lớn nhanh và khỏe. Nhưng mà không nếu mà mình tỉa cái đây thì tập trung nuôi trái, đúng không, cái trái đây nó không rụng. Đúng. Hay là mình tỉa hết cái đây là nó không không phải đâu. Mình tỉa là tỉa tùy theo mức độ, không phải anh tất cả đều cắt cho trụi. Anh phải cắt những cái cành nè, thứ nhất đừng cho nó cọ với nhau. Rồi. Ví dụ như ở trên này dưới này có một cái cành như anh mới để thì gió sẽ cọ qua, nó sẽ trầy xước cái trái của mình, nó sẽ mất thẩm mỹ cái trái của mình đi. Nên mình sẽ cắt bỏ những cành đó, chẳng hạn như những cành này mình sẽ cắt bỏ đi này. Đó, những cành này mình sẽ cắt bỏ đi. Chứ còn nếu mà anh cắt bỏ hết á thì thời gian đó thời gian mà anh cắt hết đi đó, cái thời gian đó đã nuôi trái trên cây nó sẽ không nứt đủ chồi cho anh làm bông cái cơ vụ sau nữa. Nó không nứt đủ tại vì nó nuôi trái nó mất rồi, nó mất sức. Nuôi trái hết rồi mà. Nó mất sức lắm. Khi mà nó nuôi trái á, mỗi cơ đọt nó đi từ 20 đến 30 phân, chứ không có dài như cái lúc mà nó không mang trái nữa. Dạ. Mà thường thường thì một vụ mang trái của nó đi thường thường là 3 cơ, 4 cơ là hết một đợt nó. Còn không mang trái thì nó đi mạnh lắm. Đăng tư mà nó phát một phát thì nó không biết phân. Của vườn của anh ở trong đó, năm nay năm thứ 5 mà cái cây nó phải là 5, 6 lần cái đây nè. 5 năm mà to lắm à. Lớn rồi, 5 năm là lớn rồi. Mà năm ngoái nữa, năm nay nó không có trái đó. Giờ đọt đi thôi á. Cái này chuẩn bị phát một đợt đọt nữa này. Đã
phát như vậy luôn hay mình cắt nhỉ? À để luôn anh. Tại tán to tốt sao đâu. Mà đừng cho nó giáp tán quá nhiều nha. Sau này cây của anh không nên cho giáp tán nữa. Anh cứ không chế cành liên tục cho em. Đừng cho nó giáp tán. Giáp tán là cành mình sẽ bị chết rất là nhiều, nhất là cành tây. Ở trong mà đã giáp tán nó rộp đi là cành tây chết hết, chết toàn diện á. Nên mình không nên để cho nó giáp tán. Đó, cành tây như thế này bây giờ nó đang yếu thì mình bỏ, mình sẽ lái một lớp sau. Lớp trong này là đang lớp cây tơ, mình không cần thiết nên mình sẽ có thể bỏ được. Như anh cắt trên kia thì em không nói là trống quá đâu, được á. Tại vì nó là lớp tơ, sau khi nó ra một lớp mới nữa thì cái cây của mình nó sẽ... So với cây này là anh cắt quá chậm, anh tỉa hết cành tâm rồi. Cây này thì anh cắt so dưới này thì anh cắt hơi nhiều. Cái đọt chính đây này chập nữa anh cắt xong cái này, cây này nó cũng thoát này gần như cái đó. Cái đọt chính này cần thiết thì anh để, không cần thiết anh có thể bấm đi, bấm bỏ luôn. Nếu mà đất như đất đồ anh gió nhiều thì nên cưa. Đó, tại vì em biết sao không? Khi mà mình bấm bỏ những cái đọt này á, ít bữa những đọt này nó sẽ vươn lên nữa là nó sẽ giao hợp thành bốn đọt chính như cái cây dưới kia. Ở như cây sau lưng anh á. Và khi anh bấm cái đọt chính này nè, bây giờ em sẽ bấm luôn. Đất mình là đất đồi, cũng không nên để cao nhiều. Cao thì gió sẽ ảnh hưởng tới cây. Mình xử lý cái đọt này luôn. Cây mình nó cực kỳ thông thoáng. Cây lấy 2 tạ thì rồi lấy hình lắm. Không, em thì không dám chơi 2 tạ lắm. 2 tạ đã chạy như thế này. Cây này nếu mình năm tới mà xử lý tốt thì chắc trở là miếng để 30 ký đi. Ba đúng rồi, 30 ký thôi. 30 ký thôi. Đó, cỡ đó là với anh đòi 2 tạ thì dám chơi rồi. 30 ký đó là xử lý tốt đó ha. Còn cái loại non này á là nó rụng ghê lắm. Rồi chút một phát chút hết luôn. Để xài tiếp. Đi làm về và chúng vừa lấy rụng hết rồi. Rụng nhanh lắm, mưa xuống rụng nhanh nữa. Đợt mưa gì rồi của anh nó bị xanh gốc luôn á. Nhưng mà nắng lên là nay đỡ rồi. Nay hết rụng rồi anh, nay qua cái giai đoạn bị rụng rồi. Nhưng mà nghe nói là còn một đợt rụng nữa đúng không em? Còn đợt nữa anh? Đợt cuối cùng á, đợt cái bự nó cũng đợt đó thì xử lý một đợt nấm nữa là ok chứ không ảnh hưởng gì đâu anh à. Tại vì đợt đó là thứ nhất là những trái già quá mức, tại vì những trái có thể là những trái là sớm hơn á. Đúng rồi. Nó sẽ rụng chín á. Nó rụng loại trừ á. Nó rụng loại trừ chứ không phải là nó rụng cái kiểu gì nữa. Và có một số nó khi lúc đó trong cái thời gian mưa nhiều á, nó sẽ có nấm rồi xâm nhập á, nên sẽ ảnh hưởng tới cuống thì nó. Năm ngoái anh có một cái loại bệnh như thế này em. Nó đang một tròn này là nó không rụng, anh rất anh bỏ luôn. Bị vi khuẩn anh. Đó là bị nấm á. Bị nấm hả? Nó đang một chùm đây luôn. Cái đó mình phải xử lý từ đầu chứ còn giờ thì chịu rồi. Giờ thì chịu rồi. Chú nó bị chích nữa, chích vô nhiễm nấm cũng là năm ngoái là anh bị một giờ anh vô trong mà thoáng đẹp rồi đó. Năm nay thì chưa có dấu hiệu gì. Yếu giai đoạn nhỏ này anh phòng thuốc sâu vô, đừng để bộ xích nó chích là được rồi. Giờ anh nhớ nha, canh hai cái cơ đọt mình phải giữ y như vậy nha. Em thấy cái dạng đọt của anh này rất là đẹp á. Chứ mà để bộ xích nó chết là nó ảnh hưởng dữ lắm nha. Cắt canh xong mình xịt chứ nhỉ? Dạ đúng rồi, cắt canh xong mình xịt. Xịt nấm mới xịt bộ xích. Không, cắt canh xong xịt mỗi nấm thôi anh. Chưa cần bộ xích đâu, khi nào ra đọt non mới xịt quả xích. Giờ xịt nó phí. Mưa dầm nó hay kinh hút lắm. Dạ. Nhưng mà cá nó bị vừa xích chết rồi là bây giờ là cái phấn trắng nó ra là bây giờ là phun. Đó là mọt đục cành. Cái xì bọt trắng ra là mọt đục cành. Không, nó ở trái mà. Dạ, đó là con mọt đục cành nó xích vô á. Anh tương tự nó giáp với nhau về. Con mọt đục cành khác, con bò xích khác nha. Bò xích thì nó chết rồi. Con mọt đục cành là xì trắng đó, mấy cái xì trắng cái kia là mọt đục cành. Mấy cái tá xì trắng. Đây là bị mọt đục cành ha. Đó, xì trắng này là mọt đục cành nè. Đó, mọt đục cành đó. Khi mình cắt khoáng như thế này á. Này cái này mới nguy hiểm này. Bài bữa nó thối dần luôn, thối trong đen. Như vậy láng nè. Cũng bị mọt luôn nè. Cái cành này nó sẽ yếu đi. Nhiều có nó chích lỗ to luôn, nó chích vô. Chết đi những cái cành này. Và nó chỉ nuôi toàn bộ những cành này không á thì cứ nó đi mãi, đi miết.
mà thường thường nhưng như giờ là đã ít trái giờ là mình muốn giữ lại là mình bao là bao thì phí cái bơ không nên bao, cây quả khác bao nhưng cái bơ không nên bao, không nên bao. Cái bơ có màu da bao xong rồi cái màu da nó khác không? Đúng rồi, cái riêng cái bơ màu da sẽ khác. Sau là cái người thiệt hại là cái người đi mua mua da rất đẹp nhưng mà khi mình xử lý gửi đây là cái da nó sụm xuống liền. À. Nó nứt ra cũng giống như cái bơ là không nên bao. Đó là tùy mỗi người, còn em khuyên là không nên bao. Anh cứ bao thử làm biết. Sau khi tháo bao để thời gian với cái không bao là khác hẳn. Đó. Đó là mấy cái sau này tiếp xúc luôn ánh nắng nhiều hơn. Cái cây này nó gần nhau quá, anh chưa chừa khoảng cách để mình đi lại với lại cho nó thông thoáng. Ừ. Cơ bản cái cây này thì nói chung là cành kia hồi nãy nó bị hơi xước nên cắt cho nó hơi xước. Lại chưa thấy gì đâu. Còn cơ bản mình cứ cắt như thế nào là được rồi. Cành thì đa số những cành ngóng lên bỏ loại trừ bỏ luôn, trừ những cành xuống như thôi. Sau khi nó ra tay lại thì những cái đọt nó cứ lên lại. Những cái vết cắt ở những cái đầu đọt lớn khi nó nứt cái mục non lên thì mình sẽ bỏ đi nha anh. Lật bỏ. Trên kia cũng vậy, mình sẽ lật bỏ. Còn cơ bản cái này á là giai đoạn này là tháng 7 rồi. Tháng 7 tháng 8 rồi. Thì mày ở luôn dưới đi. Tháng 7 tháng 8 rồi nên mình không sợ gì nhiều. Đó là nó nứt thêm 1-2 cơ nữa là ok. À, chuẩn bị nứt này, cứ mỗi lần ra thì xử lý, nhớ xử lý thuốc sâu nè. Còn cái này mình cắt xong á mình chỉ phun sâu, chỉ phun nguyên thuốc sâu thôi nhỉ. Vậy sâu thôi chết thôi. Với lại cái đợt này mình cắt xong mình xử lý một đợt thuốc nấm qua nha anh. Như cái khoảng cách ở dưới này là cành này em, nếu mà địa thế của anh như thế này là tốt hết, nên khống chế cái đợt này lại luôn này, không cho vươn xa đúng dốc quá. Không phải là vươn xa, nhưng mà cái thằng ở dưới này nó lên trước sau gì thằng này nó cũng chia thằng dưới này, tại vì thằng này nằm ở dưới đó mà thằng này là giờ cái chiều hướng đi ra, thằng này đi lên nữa thì thằng này ở dưới này bị chia. Rồi xuống mình xuống cây dưới mình nói thêm về cây dưới, cây này nó cũng 4 đoạn xuống làm thêm vài ba cây nữa đi. Đi ra đường này cho nó khỏe. Vẫn trống bên trong. Nó phân bố rất là đều. Đó. Điều tái. Sai đẹp. Đều chi đều cây. Nó tròn cái cây. Tròn cây này có nghĩa là sau này cái độ quan hợp của cây cái tán này nó dễ cho anh. Cây đó anh chỉ cần phun cỡ 1 lít đến 2 lít, nhưng mà sang năm để được 30 lít. Để hơn chứ. Nếu mà xử lý tốt. 30. Mà anh phun nó không được thịt lít như mà tán. Anh nhà gần đây không? Gần.